Tờ sau gần nhỏ à, bài cái mới, bài cái mới gần nhà máy, gần nhà máy. Tôi về cũng trước. Tờ máy bay về. Thì bây giờ nhà máy thình thình vòng lại báo cáo giùm nha. Đi lại bài về. Anh ta về nhà máy. Ui. Cương thật không? Ui trời đất ơi. Máy bay về. Ui, à, sao nó bị giòn á, lần sau bệnh nhân vòng lại nhà nhỏ nha. Rồi rồi rồi. Bảo hay. Mấy giữ máu luôn đây. Chí tôi nhờ, chí tôi nhờ. Không ra nhà máy được á, không ra nhà máy được á. Cầm nhà máy nè. Thằng Mason báo mấy cuối rồi. Bè bè. Rồi trai bao cát được, bao cát được, nhà máy bao cát được. Cổng trước, ba váy giữa máu đang đập nha. Cái nào ta? Nó ngoài nhà máy. Mới vô rồi. Xuống bao cát. Ok, đây bao cát. À, hình như mất dấu tôi nha. Nổ máy cái. Ai nổ máy, nổ máy đấy. À, nó đi theo sau lưng không á. Tao có phép rồi nha, cẩn thận lắm. Có bắt bài em rồi thì. Dạ. Có bắt bài sau bàn trước rồi đấy. Bàn trước gương chưa nhiều vào đây là bắt bài. Bàn cuối đầu đi, bàn cuối đầu đi. Nó toàn gương nhưng nó không nãy, nó không. Nãy em bị hết hồn ấy. Ờ không, đúng là nó gương nhưng nó không chém em liền như trận trước ấy. Và phát này nó dạ. Để cam rất là kỹ. Bắt bài đấy. Đây. Ghê. Lúc này anh máy giữ máu đi rồi lấy đi cố. Rồi rồi rồi. Bây giờ nhỏ luôn. Gương giữ mát, gương giữ mát. Bây giờ gương giữ mát. Gương nhỏ, gương nhỏ. Ông giờ bao cát đi, ông giờ bao cát đi, giờ có bao cát đi. Ok ok. Cái bao cát. Ba anh về anh máy đi, để anh sắp cứu. Ba anh em máy xong đập máy nhà máy quá. Ờ đập máy nhà máy. Lên luôn rồi. Chết cho góc đi. Chết. Phép nhá. Lên luôn thì bảo nha, nhớ ngó nha. Ờ ok. Chiều luôn. Tôi chạy luôn này. Có cách chồng. Mấy tầm 9, 99 mấy á, 93, 94 vậy. Hai này thôi. Tao. Chuẩn bị gương nha. Đang ga hơn. Đúng rồi, ba bán nữa, ba rồi. Gương ba bán nha, đập mấy giùm máu. Ba bán nha, đập mấy giùm máu. Không rướng ba bán nữa. Nào hết vui, về đập ba bán xong rồi đập mấy nhà máy. Sớp cứu xong chạy thẳng về nhà nhỏ, tao hiu cho nhau. Không kịp máy đâu. Ông có dậy được nhiêu vậy nha. Ok ok. Ờ mà cứ chết trong góc đi. Đi đâu nhỏ ra không? Tấp chạy thẳng nhà nhỏ đi, kêu cho. Rồi rồi rồi, tôi đang về nhà nhỏ. Nó không chặn đầu, thiệt khăn. Nhà nhỏ nha. Đây đây, tôi ở máy nhà nhỏ này, ông ra đây luôn. Chắc thôi một ba đập máy nhà máy. Ôi. Ba không kịp máy đâu, ba đập máy nhà máy. Bỏ máy ra, hiu nào. Đây đây. Ra được. Ôi, thì phải xảy gương. Ra được. Ở đâu vậy, tôi ra bài lắm nha. Cái tôi luôn nè. Ờ không sao sao, nó giờ hai máy nó được đập mà nó không làm gì đâu. Nó giờ khác thì tôi đập mấy vào ngoài bao cát. Thôi tao nhìn về nhà máy ban ơi. Rồi. Tao về nhỏ đập mấy tiếp anh. Rồi. Sắp lui ra. Cộng 10. Làm nhà nhỏ nha. Rồi ok. Tại hồi sub cài giữa máu, ban giờ mở ống trước, tao mở ống sau, anh tơ chắc tay đeo ống sau á. Rồi. Nó bỏ nha, nó về máy. Bỏ. Thì sub giờ ống trước luôn đi. Tôi về ống trước. Rồi. Không có giữa máu nha, tôi thấy hầm nhỏ. Máy xong chưa? Xong rồi. Chứ anh tao.
Thân tao dịm đấy, tao máy á. Tao dịm đấy. Muốn ra giữa máu, full máu thì ra luôn, ra luôn. Mà không sao. Mà cổng trước này bạn ơi, nếu cổng trước le thì tao nhé học. Tao ca nhé học. Em nói với em rồi. Lên luôn, mất gương rồi. Tay về cậu. Cẩn thận cái giờ cổng kìa, giờ cổng kìa. Ra được rồi. Nó mà đã dùng tốc biến vào đấy rồi chắc chắn nó không thể nào nó làm gì được em nữa ấy. Còn em nghĩ nó phải tele, chắc chắn phải tele em cơ. Ờ không, nó cố tham ấy, nó tham tốc biến thằng Ban. Thế em góc thằng Ban trong đấy thôi.